Xin chào tất cả các bạn, mình là Thành, CEO của VNTA. Hôm nay thì mình có thời gian rảnh, mình xin phép được phân tích một cái kỹ thuật backhand theo cái quy chuẩn của hiện đại. Thì điều đầu tiên thì khi thấy trái banh sang bên trái thì hầu hết tất cả các vận động viên đều xoay cái thân người đưa vợt ra sau. Lúc này vợt sẽ dựng, còn cái cánh tay phải thì gần như thẳng. Kiểu tay trái thì hơi co, mắt chúng ta sẽ quan sát qua cái bờ vai. Trọng tâm lúc này sẽ dồn về chân sau. Đấy, mắt chúng ta nhìn qua bờ vai. Đó. Và cằm và bờ vai sẽ ngủ trên nhau, còn trọng tâm chúng ta sẽ hạ thấp. Trọng tâm sẽ hạ thấp. Đó. Thì trong thời gian vừa rồi rất nhiều học viên yêu cầu thầy quay video lại để tham khảo kỹ thuật động tác, và sau đó là sẽ thả đầu vợt, hạ đầu vợt theo đường vành trắng đó. Rồi từ cái việc hạ đầu vợt đó, chúng ta bắt đầu thực hiện xoay thân người, đẩy hông. Cái việc chuyển trọng tâm từ chân sau ra chân trước và từ chân trước kiểu chân sau, thì chúng ta vừa cái vòng vàng xoay thân người. Mắt lúc này quan sát bóng rất kỹ, mặt vợt sẽ đi từ phía dưới đi lên. Đấy, xoay thân người vào đánh bóng, xoay thân và tiếp xúc bóng. Tiếp xúc bóng ở phía trước mặt. Lúc này ấy, thì chúng ta điểm tiếp xúc luôn ở phía trước mặt và bóng được vào tâm vợt càng tốt. Đấy, và kết thúc hết. Đây là một cú running thì cũng tương tự, đánh tại chỗ và di chuyển cũng không có gì là khác nhau, tính ổn định về mặt kỹ thuật đều phải giống nhau. Chẳng qua là di chuyển thì chúng ta chỉ di chuyển từ cái vị trí ban đầu sang một vị trí khác, sau đó ta set up bộ bộ chân và bộ tay gần như là giống nhau, và tùy thuộc vào tình huống bóng khác nhau mà bộ chân khác nhau. Còn về phần form của tay thì gần như không có sự thay đổi quá nhiều, cũng vẫn là đưa từ trên cao xuống dưới và xoay vai, đẩy thân, tiếp xúc bóng phía trước mặt. Đương nhiên là đây là một tình huống đang thi đấu nên là mình đã cắt lại và phân tích cho các học viên của VNTA. Mắt quan sát bóng rất kỹ và cũng đưa vợt từ dưới lên cao. Ta quan sát xoay vai, đưa vai vô trái bóng, hạ trọng tâm đầu gối, nhìn trái banh rất kỹ, sau đó đưa vợt ra sau, hạ vợt xuống phía dưới bóng và đánh từ phía dưới lên trên, tiếp xúc bóng cũng vào phía trước mặt. Trọng tâm lúc này sẽ dồn từ chân sau ra chân trước. Đó, chúng ta quan sát cái thân người chúng ta đưa từ sau ra trước, đầu gối sẽ trùng gối xuống như là ép dọc. Tiếp xúc bóng đẩy thẳng. Xoay vai, chúng ta quan sát cái vai. Mặt vợt đi từ trên cao đi xuống, sau đó lại lên trên cao. Và đẩy thẳng tay, vươn thẳng tay khi kết thúc. Vừa rồi tôi đã phân tích, chúc các bạn áp dụng được thành công kỹ thuật hiện đại.